xin chào tất cả các bác đã trở lại với An Audio Và ngày hôm nay em sẽ xả một ít vang cho tất cả các anh em nào đang thích sử dụng dòng vang cơ lai số Thì đầu tiên là đó là một con vang Phải nói thật sự là tiếng rất là hay Chạy chip DSP Con này là model là gì M -book, M -V à? MBOOK MV8 à, MV900 anh em nhé Đây 24 bit này 15 cần EQ Con này rất là xịn sò luôn anh em nhé Trông ngũ cực kỳ tốt chở chip DSP. Đấy, ok chưa thì tình trạng là con này là phần mềm vẫn ăn bình thường tức nó bị gãy cái tay đây được chưa gãy tay đây, đây và đây là cái phần mềm của nó anh em nhé đấy phần mềm cực kỳ là chuyên nghiệp luôn anh em nào mà thích về không quan trọng về hình thức về làm sâu làm chiếc rất là chuyên nghiệp luôn lấy được cả effect rồi thì hiện tại nếu mà con này mà trên thị trường anh em mua thì nó phải ra giá, giá cho tầm hai triệu hai đến hai triệu rưỡi thì với cái tình trạng như vậy thì hôm nay em bán xả thanh lý cho anh em ở nội thất là vẫn là zin chỉ bị mỗi cái tay là bị mất tay là giá là một triệu tư bao cước bao dây rắc cho anh em nhé được chưa và tiếp tục là ba con vang 86 sao à, con này thì nó cực kỳ là dày chỉnh tay chống hú tốt gì vợt rất là hay luôn anh em nhé eco thì vợt cực kỳ hay thì còn lại ba em ba con ba con thì em sẽ xả cho anh em với giá là một triệu đồng một triệu đồng hôm nay bao cước vận chuyển cho anh em nhé là bác nào mua thêm dây rắc thì alo lại con này thì đã có bản test rất kỹ trên kênh rồi và dạ, uh, 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 chạy chip uh, the Ram của Pháp anh em nhé con này là chạy chip DRAM của Pháp đấy ba hôm nay xả cho em ba bốn con vàng rất rất là rẻ luôn và đương nhiên hàng này em bao zin 100 phần cho anh em rồi ok chưa bác nào mà chưa ấy có bản test thì bản test trên kênh anh em rất là kỹ rồi bác nào mà mua hàng đặt hàng thì cho em xin cái địa chỉ và liên hệ với cái số điện thoại trên màn hình anh em nhé xin chào và hẹn gặp lại à, đặc biệt là con con vàng này thì có tính quạt hơi kêu nhé Đấy anh em để ý đi tính quạt nó sẽ hơi kêu về anh em có thể thay Thay quạt được Quạt thì nó chỉ kêu tầm 15 nghìn thôi anh em nhé Ok Đấy báo rất là chi tiết cho anh em rồi Anh em xem nhớ cho em xin nút like một nút đăng ký kênh Xin chào và hẹn gặp lại